Em xin chào các bác ạ. Hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của các bác khách ở gần khu Yêu Long Biên Thì bác ấy có lấy ở bên em một cái bộ đầu màn chọn bài gồm cái đầu SD chạy ổ cứng 3T Và một con màn cảm ứng 19 inch màu đỏ Ở đây thì em đã ráp hoàn thiện cái bộ này vào để thử cho các bác cái đây Ở đây thì hình ảnh của cái màn hình cảm ứng rất là ok nhá, Đây các bác và em sẽ thử với cái phần cảm ứng này Mình chọn các bác chọn bài này Huế tình yêu của tôi là Huế tình... Yêu của đời già ngay. À, thì cái màn này nó rất là mượt mà các bác nhé Rất là mượt mà và ảnh nó rất là đẹp à, Tiếp đến đây là cái đầu SD3T à, Đầu SD3T thì cái đầu này thì là đang chạy ổ cứng 3T à, Và con này có cổng HDMI này Có đường cổng quang và có đường AV bình thường à, Với cái giá thành thì thanh lý rất là hợp lý Ở đây thì em đang gói vào cái giấy bóng để em chuyển hàng đi cho bác ấy. Ở à, đây thì em quay hình thức còn rất là ok các bác nhé Hình thức rất là đẹp luôn ạ à, Đầu SD3T À, đây thì em sẽ thử một chút nhạc lên ạ. À, đây là em đang thử cái đường cổng quang các bác nhé. truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. À, tiếp đến em sẽ thử đường AUX đây ạ. Đây đường AUX ạ. Tiếp đến là cái đường hình ảnh thì em sẽ thử cho các bác đây là cái đường HDMI này, đường HDMI chuyển đến đường video này. À, thì con đầu này thì nó vừa chạy đường HDMI và được có cả đường video như các bác nhé. Đây cái đường hình ảnh của đường video thường thôi cũng rất là đẹp. Đấy, và chuyển sang cái đường HDMI thì ảnh nó sẽ sâu hơn và nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy ạ. À thì em chỉ làm một cái video test nhanh cái sản phẩm này thôi. Thì à, bây giờ các bác ở trên thị trường thì rất là thích thích hát karaoke, thích hát karaoke nhưng mà nhược điểm là rất nhiều bác đang hát ở mạng internet hoặc là hát ở YouTube thì cái nhược điểm mà hát ở mạng thì là cái chất lượng bài hát của nó không đồng đều và cái nữa là chất lượng bài hát của nó thì nó có thể là bài to bài nhỏ hoặc là bài chất lượng tốt bài để chất lượng kém nhạc nó không đồng đều à, và đặc điểm nữa là khi mà hát ở mạng thì nhiều khi là đang hát thì có thể là nó quảng cáo hoặc là đang hát có thể là mạng nó kém nó không download được bài hát về thì nó rất là bực mình nhưng mà đối với những cái dòng đầu màn mà dành riêng cho hát karaoke như này thì các bác hát karaoke rất là tuyệt vời luôn à, đây là những cái sản phẩm mà dành riêng cho hát karaoke kinh doanh à, hát karaoke chuyên nghiệp Đấy, thành ra là cái vấn đề mà bài hát cũng như là cái chất lượng âm thanh hình ảnh ra thì nó rất là ok rất là mỹ mãn Đấy, thì đối với những cái bộ này thì bên em đang thanh lý với cái giá nó rất thành giá thành nó rất là hợp lý các bác sẽ nhìn cái bộ màn đỏ Đấy, kiểu dáng cũng rất là đẹp ạ màn đỏ à, thì với những cái sản phẩm này thì bên em giá thành rất là hợp lý cho các bác Đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em ngoài những cái sản phẩm này ra thì bên em còn rất nhiều những cái sản phẩm để phục vụ hát karaoke các bác nhé à, loa âm ly đẩy à, rồi à, tất cả những cái thiết bị vang số vang cơ à, rất là nhiều thiết bị thì bác nào có nhu cầu về cái thiết bị phòng hát thì liên lạc với bên em à, thì em sẽ cung cấp mà sản phẩm cho các bác với giá thành rất là hợp lý à, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video em xin chào các bác ạ.